Hey yo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình thì mình là giáo sư phút các bạn ơi hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp tự game block food nha các bạn ạ à. rồi thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chúng ta có thể gọi là đạp đổ chén cơm của anh lộc hai k hai hay nói chính xác hơn là để mà random được cái số lượng chát quỷ khổng lồ đó thì anh lộc hôm bữa mới hỏi xong để mình tìm cách mình đá đổ chén cơm của anh đó là một ngày anh lộc có thể là phát cho các bạn được là khoảng là tới 600 trăm tới bảy trăm chát quỷ nếu mà các bạn thích cái nào các bạn đốt cháy thì cái số lượng đó là một cái số lượng mà mình nghĩ là quá là khổng lồ đúng không sẽ có rất là nhiều anh em thắc mắc là làm sao mà ổng có thể làm được như vậy ổng có hack hay không hay là thằng mà ổng thuê thằng giáo sư bút nó có hack hay không đấy thì hôm nay mình sẽ lý giải cho các bạn cái điều đó cũng đồng thời thì sắp tới đây kênh mình sau khi mà mình gọi là cài đặt xong hết thì chắc là mình cũng sẽ phải livestream phát trái quỹ vào lúc 11 giờ mỗi ngày thì đấy đây là một cái video mà thông báo cho anh em rồi thì mới mà các bạn muốn biết cái cách thức để mà các bạn trở thành lọc 2k2 tv random một ngày 6 tới trăm trái quỷ thì các bạn đừng quên xem hết cái video này và để lại cho like cũng như subscribe để mình có động lực làm video còn bây giờ thì let's go các bạn bạn cần một dịch vụ kèo hơi một nơi bán robot uy tín hãy đến ngay shop roblox vn nơi bán robot rẻ nhất tại việt nam cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 robot đến ngay shop roblox vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24 7 khi bạn gặp lỗi vào đây để ủng hộ cho mình nha rồi right để mà chúng ta có được cái số lượng chát quỹ khổng lồ mình có thể cho anh em biết cái thông tin nhé, tại vì mình cũng làm cho anh lộc nên mình biết đó là 600, 700 bảy chát quỹ mỗi ngày đó là những cái ngày bình thường còn những cái ngày mà cao điểm như thứ bảy chủ nhật thì anh lộc sẽ chăm chỉ hơn một tí anh lộc sẽ cho các bạn thêm đó chính là một ngàn, một ngàn hai chát quỹ làm sao để chúng ta có được cái số lượng chát quỹ đó thì <laughs> chính xác là ổng phải có được một số lượng khổng lồ nên mà số lượng khổng lồ ở đây là bao nhiêu mình sẽ cho các bạn biết đó chính là một ngày thì anh lộc sẽ cầm ít nhất là 100 nick 100 nick lock phút nha các bạn để mà ổng random chát quỷ cho các bạn thì 100 nick đó thì các bạn cần phải làm gì để chúng ta có thể random được chát quỷ đương nhiên rồi các bạn phải có cái lượng belly gọi là khổng lồ nên mà đó, b khổng lồ thì uh, mấy cái nick của anh lộc thì mình nhớ là đâu cái lượng belly nó rơi khoảng là 30 triệu tới 40 triệu thôi nghe không nhiều đúng không nhưng mà được cái là cái số lượng đó thì chúng ta có thể dùng trong khoảng một tháng nhưng mà rồi thì bây giờ chúng ta hãy làm một bài toán nhé nếu anh lộc có khoảng 100 nick đi 100 nick thì uh, mỗi 2 tiếng anh Lộc sẽ phải tốn hay là 300 ngàn Đó, ờ, 300 ngàn để chúng ta random được 100 giác quỷ Thì nếu mà anh Lộc làm như vậy trong uh, 6 lần thôi Tức là 12 tiếng thì chúng ta sẽ có được 600 giác quỷ Đó, thì con số lượng mà mình ví dụ là vậy thôi Chứ mình biết cái số lượng của anh Lộc là nhưng mà Đó là khoảng 220 mấy nick ấy Mình nhớ là vậy Chứ mình có random thử mình biết Đấy, bây giờ thì mình cũng đang chuẩn bị nên mà Rồi, thì bây giờ mình sẽ muối cho anh em coi nhé Đó, tại mình cũng đang uh, tập random giác quỷ dần dần để mà làm cho anh em coi Trước tiên là chúng ta phải lựa một cái uh, server vip để chúng ta ở đó các bạn ạ à. đó là bây giờ mình sẽ làm như vậy mình sẽ giả vờ như mình ở đây nhé bây giờ chúng ta sẽ ra nơi một chát quỷ xong chúng ta bỏ ra thường thì lọc sẽ chọn ở một cái vị trí là cái c 2 thì để mà chúng ta có thể có một cái kho chát quỷ ở bên c 2 á thì các bạn phải kéo hết tất cả cái đống ạc đó về cà phê hết điều đó sẽ khiến cho các bạn có thể làm việc nhanh chóng hơn hả? khi mà kéo hết tất cả những cái ạt danh âm quỷ về C2 rồi rồi xong rồi về cà phê nữa uh, xong bắt đầu uh, anh em uh tới đúng 2 giờ vô ạc random chất quỷ dục cái khác quỷ ra xong cút đổi ạc khác thì chúng ta sẽ làm việc nhanh thôi bây giờ, bây giờ mình sẽ làm cái nha đó random chất quỷ xong dục ra đấy random thử coi hôm nay thơm lông hay không quả đã luôn các bạn mình này xài trái đo nó cho mẹ trái đo luôn các bạn trái này cũng được các bạn cái trái này mình thấy là cái trái hữu 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 ít nhất ở bên cái c các bạn tại vì nếu mà các bạn cầm trái đo các bạn có thể đến lộn được mình nghĩ là vậy thôi mình cũng có tăng chắc quỷ mình cũng xài trái đo mà nó là mình thích cái trái này cực anh em rồi bây giờ vứt chắc quỷ này ra nhá bây giờ thì mình sẽ sẽ chỉ các bạn sơ sơ về cái cách mà chúng ta biến lọc 2k2 á đương nhiên là nếu mà anh em muốn làm cái này thì anh em phải có thể biết được một số cái chẳng hạn như là chơi hai nick cùng lúc nè Đấy, để mình cho các bạn coi chơi hai nick cùng lúc nó sẽ giúp cho các bạn có thể giữ cái xe vip chứ mà mấy ông mà cũng không chơi hai nick cùng lúc hả ông thoát server ra một cái mất mẻ chắc quỷ là sao anh em biến nó thành một cái kho mà dự trữ chắc quỷ đúng không rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng đợi một tí để mình setup cho các bạn coi để coi là số lượng ngân âm chắc quỷ nó sẽ như thế nào thì chuẩn nhé rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cái phần gọi là cài đặt cài đặt như thế nào cho chúng ta có thể random được cái trái quỷ mà số lượng khủng khiếp nhé một ngày khoảng uh, 1.000 hai trái đi đó thì để mà cài đặt được cái này thì mình sẽ hướng dẫn sơ sơ cho anh em nhé. cái cách mà cơ bản của nó là như thế này trước tiên á, là chúng ta sẽ phải có một cái ạt giữ xe vip nãy mình đã nói nó rồi phải không rồi xe vip ở đây đúng không mình thu nhỏ lại đi mình kể như là nó đi còn cái này thì hai ạ ạt nếu mà anh em không có cái này thì anh em khỏi khỏi làm lọc hai hai tv làm như hết anh em nhà ngủ đi cho nhanh cái này thì uh, anh em chắc không biết rồi nên là mình chụp luôn nha rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phải mở Google lên và chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh cài đặt như thế này nè các bạn À. Em có thấy là Google Chrome nó sẽ có một cái phần cho chúng ta đó là cái phần mà sự ái đang sử dụng Google đúng không? Đó mình mới tạo có hai cái thôi. Sớm muộn thì mình cũng sẽ tạo cái này lên khoảng 100 mấy cái. Và cái này là cái gì? Những cái tài những cái này là những cái account á để nó lưu cho anh em cái thông tin mà anh em đăng nhập vào. Nó sẽ giúp như thế nào? Ngon nhé mình sẽ làm một lần cho anh em coi nha. Chứ ta sẽ thêm một cái account vào đây, tiếp tục mà không cần tài khoản nữa, ha. Mình dấu nó là số 3 rồi số 3 của mình là sao nó mình sẽ tạo ra nó sẽ ra cho mình một cái trang Google nữa nên mà bà mình không biết sao mà nó ra cái trang Google ở bên cái uh, cái chỗ mà mình sẽ tin qua video nữa nhưng mà thôi anh em đừng đi nó rồi bây giờ thì để cho chúng ta có thể mà làm việc được á khoan đã em xin lỗi anh ta, em sẽ kéo cái shop qua bên kia một cái đấy Ok làm sao để chúng ta có thể có được cái này thì anh em sẽ bấm cho mình là kênh Shift ship B để chúng ta có thể mở ra được cái trang tính này đấy Ok chưa mà sau đó chúng ta sẽ như thế nào bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần để mà lấy cái link xe cái ủa mình mất mạng cái linser vip rồi đây đó mình sẽ lấy cái liên xe vip mình bắt vô đây cái vậy là mình sẽ có được một cái chỗ chúng ta vào đúng không lưu cái trang lại thường là cái việc đầu tiên mà anh em cài đặt á cái lần đầu anh em cài đặt lúc nào nó cũng tốn thời gian hết các bạn à nhưng mà sau khi anh em cài đặt xong á mọi chuyện nó nhanh cực các bạn à các bạn tốn chỉ khoảng 30 giây thôi là các bạn có thể mà khó được một chát quỷ rồi anh em ạ bây giờ mình sẽ lấy bừa một cái tài khoản mình đăng nhập vô cái nghe các bạn bây giờ mình sẽ lấy nhanh một cái tài khoản mình đăng nhập vô tôi đăng nhập vô không cho ông coi đâu ông cấp ạc tôi trên video nó tôi sợ lắm rồi sau khi mà đăng nhập vào các bạn thì nó sẽ như thế này nó sẽ hỏi là mình có nên cho cái này vô hay không thì uh, anh em cứ luôn cho phép đi không sao đâu bấm vô luôn cho phép vậy là nên chúng ta đã có được một cái uh, chúng ta đã có được một cái con ngạc nó bay thẳng lên server nè nhưng mà bay thẳng lên server chưa xong đúng không ạ mấy ông nghĩ là làm lọc hai cái hai tv dễ hả không có đâu bây giờ chúng ta phải uh, vào đây cái vào đây xong rồi chúng ta sẽ như thế nào vào đây xong rồi chúng ta sẽ phải bay về chúng ta sẽ phải chạy về cái khu vực uh, chạy về cái khu vực mà để chúng ta random ở cái anh lộc á, thì chúng ta sẽ phải chạy về đâu chúng ta phải chạy về cái cà phê để chúng ta random Đó. thì cái việc này nó cũng khá là tốn thời gian cho những mất công mà làm lần đầu nó chạy tới chạy lui rất là mệt mỏi Đấy, thì hình như là mình cũng chưa làm em mà mấy cái hạt này thì mình uh, mấy cái này thì mình dùng để bán nhưng mà hôm nay mình lấy ra mình quay video luôn cũng được không sao thì sắp tới đây là mình sẽ có bán hạt một số hạt nó phút á em có thể lên shop của mình để em coi đấy, sau khi mà vào đây đúng không chúng ta lướt vào đây và chúng chúng ta sẽ random đâm chát quỷ nó mình thì nếu mà ở C2 thì đương nhiên mình sẽ ở cà phê rồi nhưng mà do mình lười quá mình chưa về C2 nên là mình sẽ ở đây rồi sau khi mà đâm cháy đó ra rồi dục vào đây ta -da! thế là xong các này có thể cút được đó anh em ạ. À. Rồi thì bây giờ mình sẽ múa thử cho anh em coi 10 tới 5 tới 10 gạt đi ha để cho anh em coi thử coi là cái tốc độ múa của mình nó nhanh đến mức nào. Thì uh, sắp tới đây thì chắc là các bạn cũng sẽ phải uh, coi mình livestream sớm nên là mình sẽ cho anh em coi cái quá trình mà lòng lọc hai cái hai như thế nào nhé. Rồi, bắt đầu làm thôi nhanh nha các bạn. Mình sẽ làm nhanh thử năm cái hạt uh, Mình sẽ livestream làm nhanh năm cái hạt cho anh em coi. Anh em nhìn được nhìn những được cũng gắng nhìn đi. Mình phải chạy KPI cho tại mua tại chém mình chết các bạn ạ. À. Rồi như vậy là chắc là anh em cũng đã thấy được cái cách để chúng ta làm lọc 2K2 TV đúng không Mình thì làm đơn giản thôi Mình chỉ làm năm trái cho anh em coi thử coi là cái mức độ khổ cực của nó như thế nào Chứ thật ra mà nếu mà anh em muốn mà nghiêm túc mà kiểu random chết quỷ Thì anh em phải làm mấy cái điều này từ trước em mà Mấy cái này thì mình nghĩ là tốn nhất cũng khoảng là 1 tới 5 ngày đó Để chúng ta set up được khoảng đâu 2-300 cái nick về cái sim C2 Rồi xong chạy về quán cà phê Sau đó anh em phải luyện tập nữa các bạn ạ à. Ngoài ra thì một số cái vấn đề chẳng hạn như là server VIP cũng như là cái việc là anh em phải nghe có một cái ạt nó treo trong đó để bảo vệ không thôi là nó bị mất cái trái quỷ á thì cái đó cũng là một trong những cái vấn đề khó khăn khi mà mình làm cái việc này anh em ạ cái việc mà anh lọc mất mấy cái trái quỷ trên kênh livestream thì nó cũng quá là bình thường luôn nếu mà anh em có coi livestream của ổng thì anh em sẽ thấy được điều đó rồi thì cái đóng trái quỷ này mình vẫn chưa có làm youtuber gọi là random nên là thôi mình sẽ xin hết đóng trái này mình ăn nhé còn nếu mà anh em nào mà muốn mấy cái trái quỷ này trong tương lai thì anh em đừng quên là mình sẽ có cái buổi livestream vào 11 giờ nhưng mà khi nào mình livestream thì mình không nói anh em mà Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây các anh em ạ Cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình Trong hàng triệu khác Nếu có tưởng làm video Đừng quên để lại bình luận cho mình Còn bây giờ thì Bye bye anh em